Thưa quý vị, được ví như lá phổi xanh của đô thị, các hồ nước tự nhiên không chỉ giúp điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan, hỗ trợ cho hệ thống thoát nước ở khu vực, nhất là mỗi khi mưa to, mà còn là một trong những nét đặc trưng của từng vùng đất, mang giá trị lịch sử văn hóa. Do vậy, cùng với các biện pháp quản lý, bảo vệ được duy trì thường xuyên, Đà Nẵng đang triển khai đề án xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan các hồ để phục vụ nhân dân. Đây là hồ Bầu Trảng, nằm trên địa bàn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, có diện tích mặt nước gần 2 hectare. Trước đây, hồ Bảo Trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhưng gần 2 năm nay, thành phố đã đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý mùi, đầu tư hệ thống sục khí tạo oxy khá bài bản và trồng thực vật thủy sinh tạo cảnh quan. Trước đây thì cũng ô nhiễm nhiều mà giờ trời cũng đỡ rồi, mấy năm về trước cũng đỡ ô nhiễm rồi. Thấy môi trường thì cũng đẹp, cũng sạch, rồi cây cối hoa rồi trồng cũng sạch xanh tươi. Theo thống kê, trên địa bàn Đà Nẵng có 47 hồ tự nhiên. Riêng khu vực nội thành có 28 hồ. Đây là những hồ có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhưng đang chịu tác động bởi quá trình đô thị hóa của thành phố trong thời gian qua. Việc vệ sinh xử lý ô nhiễm các hồ luôn được duy trì thường xuyên, nhất là vào mùa nắng nóng, các hồ cũng được từng bước tạo không gian xanh. Đối với anh em vệ sinh di tô bổ dưỡng là hàng ngày đi dứt rác và tới định kỳ bèo roa, bèo chết là mình phải dọn để cho bèo con nó nứt lên. Trả lệ nó làm cho sinh thế. Đối với cống mà nó bùng nhiều thì mình phải nổ vét chứ. Còn nước cống là không có vô hồ được. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng như Sở Xây dựng thành phố xây dựng kịch bản ứng phó với môi trường để giải quyết nhanh các sự cố môi trường có sự phối hợp giữa các ngành và địa phương. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Thường xuyên công tác vệ sinh các hồ, mà các cái hồ mà do công ty quản lý. Thứ hai nữa là làm các cái giải pháp như là trồng thực vật thủy sinh kết hợp với sục khí, rồi là có một số trường hợp có thể là tăng cường các cái chế phẩm sinh học. Thì ngoài ra là khi mà có cái sự cố môi trường xảy ra thì chúng tôi sẽ có một liên hệ ngay lập tức địa phương cũng như các ngành chuyên môn để mà cùng xác nhận là có phương án để xử lý ngay. Nói chung hạn chế cái thời gian mà ô nhiễm môi trường là thấp nhất. Và ngoài ra có một pháp căn cơ nữa là kiểm soát cái lượng nước thải không cho tràn vào hồ. Cùng với các giải pháp trước mắt, Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt đề án xử lý ô nhiễm cải thiện môi trường các hồ nội thành. Đề án đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm tại 28 hồ nội thành giai đoạn 2021-2030. Tổng kinh phí thực hiện đề án là gần 1.370 tỷ đồng. Theo đó sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống cống bao, nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom, đảm bảo ngăn nước thải vào các hồ, đảm bảo khai thác triệt để vai trò điều hòa nước vào mùa mưa, cũng như tạo không gian xanh để trở thành hồ sinh thái và là điểm vui chơi giải trí cho người dân. Và nói cái đề án này thì thành phố tiếp cận một cách tôi đánh giá là một cách rất là căn cơ, rất căn bản, cũng phù hợp với cái quy hoạch chung của thành phố và được Thủ tướng phê duyệt. Cái này và nó là nó có ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là nó cải thiện được cái môi trường hồ đầm. Thứ hai nữa là tăng cái điều tiết nước mưa, tăng cái khả năng điều tiết khi có mưa. Thứ ba nữa là nó làm cho cái tăng cường khả năng điều hòa không khí. Và thứ tư nữa là để mà làm cái cảnh quan phục vụ người dân cũng như là phát triển kinh tế. Cũng trong khuôn khổ đề án, thành phố đã phê duyệt danh mục các ao hồ không được san lấp và có những quy định nghiêm ngặt hơn về việc san lấp các hồ để diện tích hồ không bị thu hẹp. Rõ ràng Đà Nẵng đang có một kế hoạch dài hơi để bảo vệ các hồ nước tự nhiên, lá phổi xanh của thành phố, hướng đến xây dựng thành phố môi trường.